Xin chào các bạn, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều thích làm việc từ thiện. Nhưng làm từ thiện thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết. Nội dung mình trình bày sau đây được mình tổng hợp từ lời dạy của các vị thầy có trí tuệ. Hy vọng rằng bạn nghe xong sẽ có cái nhìn đúng đắn về việc này. Đầu tiên, chúng ta phân tích nghĩa của từ từ thiện. Từ là tâm từ, là sự cho đi không cần nhận lại, dựa trên một tâm trong sáng. Thiện là điều thiện lành, tốt đẹp. Vậy từ thiện là xuất phát từ tâm từ của chúng ta, mong muốn người nhận sẽ tốt đẹp hơn. Trong nhà Phật gọi đó là bố thí. Còn nếu như dành tặng cho những người mà có sự tu tập đúng thì gọi là cúng dường. Nếu như nói về từ thiện, bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Xây cầu, xây chùa, nhà tình thương, phát cơm miễn phí, quyên góp quần áo cũ, ủng hộ vật chất, tiền bạc gì đó vân vân. Vậy thì đây có thực sự là điều nên làm hay không? Chính bản thân mình đã từng đi phát cơm, đồ ăn miễn phí cho những người vô gia cư, tặng thuốc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và trong quá trình tặng như vậy, mình để ý thấy cũng có nhiều nhóm từ thiện khác cũng làm như vậy. Nếu mà để ý kỹ thì sẽ có những trường hợp như sau. Người ta tranh giành nhau để lấy đồ từ thiện, hay nhiều gia đình cố gắng nghèo bền vững để được nhận tiền trợ cấp. Hoặc những đứa trẻ mà bị lầm đường lạc lối sau khi nhận một đống tiền từ thiện từ phía cộng đồng. Vậy có điều gì đang xảy ra ở đây? Thứ nhất, cái đích cuối cùng của từ thiện là giúp người ta trở nên tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta chỉ thích cho đi mà không quan tâm đến kết quả thì cái sự cho đi ấy là vì mình nhiều hơn là vì người. Vì bạn thích làm từ thiện vì bạn muốn mình có cảm giác mình là người tốt nè, là người biết cho đi và được xã hội công nhận. Chứ chưa chắc gì sự cho đi đấy là đã là vì người. Nếu như hiến tặng là vì người thì bạn phải nghĩ cách làm sao để cái việc từ thiện của mình mang lại lợi ích cao nhất về phía người được giúp. Thứ hai, cũng có khi chúng ta nghĩ cho người thật nhưng mà chưa biết cách làm thế nào cho đúng. Thôi thì chỉ nghĩ về việc làm từ thiện đó là cho đi về mặt vật chất nè. Nhưng ngoài ra nó còn rất nhiều cách khác nữa. Cho đi về mặt vật chất của cải thì gọi là tài thí. Còn cho đi về kiến thức, giáo dục thì gọi là pháp thí. Có đôi khi người ta chỉ cần trao một nụ cười hay một ánh mắt động viên làm cho tâm người khác an vui thôi, thì đó cũng gọi là một loại từ thiện, là vô ý thí. Nói chung bạn cho đi bất kỳ cái gì mà giúp người khác trở nên tốt hơn thì đều là làm từ thiện. Khi các bạn làm từ thiện bằng tài thí mà không có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ dễ khiến cho cái đối tượng của mình trở nên phụ thuộc. Họ mất đi sự chủ động trong công việc và lúc nào cũng trông chờ vào sự giúp đỡ từ phía người khác. Và nếu như một ngày nào đó bạn báo là bạn cắt đi cái sự giúp đỡ này thì họ sẽ quay ra oán giận bạn. Mình cũng từng thấy rất là nhiều trường hợp những người tỏ ra khó chịu và bực bội trước cái đoàn từ thiện về những cái lý do như là phải xếp hàng đợi quá lâu nè, hay là đồ nhận từ từ thiện không có đúng ý của họ, vân vân. Vì vậy, nếu như một bên bạn cứ phát triển cái tâm từ của mình, cứ cho đi một cách vô tội vạ, nhưng một bên thì bạn lại làm cho cái nội lực của cái phía người giúp mình trở nên yếu đi, họ hèn kém và phụ thuộc. Như vậy thì bạn giúp đỡ họ ở chỗ nào? Lúc này chúng ta cần có pháp thí đi kèm với tài thí. Ví dụ như khi bạn muốn xây nhà tình thương cho một hộ gia đình, bạn hãy cho họ về mặt trí tuệ trước. Bạn hãy tặng sách nè, tặng các bài giảng của những vị thầy lớn. Nếu như họ có ý thức học tập để giúp cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn á, thì sau đó bạn hãy giúp họ có cái nhà. Hay với một cái thôn xóm, một cái vùng sâu vùng xa cũng vậy nữa. Hãy xây trường học nè, hãy tặng sách trước. Mọi người ở đó nếu mà có sự thay đổi thì mình sẽ xây cầu, xây đường, lắp mạng internet sau. Còn nếu như tâm của họ không có sự chuyển biến gì hết á, thì cái nhà cả trăm triệu nè, hai cây cầu mấy tỷ đồng cũng trở thành công cốc, thậm chí là làm hại họ thêm. Vì lúc này họ chỉ là một kẻ nghèo hèn, sống trong một cái ngôi nhà to hơn hoặc một cái xóm nhậu. Thì cái cây cầu nó sẽ giúp cho họ đi uống rượu nhanh hơn. Còn internet thì sẽ giúp cho họ tiếp xúc với những cái chất độc hại dễ dàng hơn mà thôi. Ở đây chúng ta cần có sự linh hoạt. Vì phần lớn người nghèo khi đưa sách và các bài giảng cho họ thì họ sẽ khó mà chấp nhận được. Hoặc là nhiều khi nghĩ mình có vấn đề về thần kinh. Người ta đang nghèo, đang khó ăn, ăn không đúng no nữa mà còn mày đặt đọc sách. Lúc này ta có thể sử dụng một phần tài thí trước.
Ví dụ như bạn định giúp họ xây một cái căn nhà 100 triệu thì bạn có thể dùng 5 triệu để giúp đỡ họ trước. Điều này sẽ tạo thiện cảm với họ và họ đã chịu ơn mình 5 triệu rồi, thì cái việc mà mình kêu họ cái này hay cái kia gì đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Khi họ đã có sự tiến bộ trong nhận thức rồi, cái tâm họ tốt đẹp hơn rồi, thì lúc đó bạn có thể giúp họ xây nhà. Mình cũng nhớ tới một cái câu chuyện á, mà về việc mà ba người cùng giúp đỡ người ăn xin rất là hay. Có một cái chàng trai đi câu cá về, trên đường về á, anh ta gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh ta cho người ăn xin một con cá, người ăn xin đã nướng lên, ăn và đã thoát khỏi cái cảnh chết đói. Khi về làng thì anh ta rất là vui, kể lại câu chuyện này cho cái anh hàng xóm nghe. Anh hàng xóm nghe xong lắc đầu và nói: "Anh cho con cá ăn rồi sẽ hết, không thể nào cho cả đời được. Cái mà anh nên cho đó là cho người ta cái cần câu để kiếm sống. Không tin thì ngày mai anh cứ ra lại chỗ đó đi, vẫn thấy cái ông ăn xin nằm tiếp ở đó cho mà xem." Ngày hôm sau, anh thanh niên và anh hàng xóm đi câu về, quả nhiên là thấy người ăn xin vẫn nằm đói vật vã bên đường. Lúc này hai anh á mới cho người ăn xin cá và cho cần câu. Anh hàng xóm còn cẩn thận dạy cho người ăn xin về cách câu cá nữa. Hai anh hưng phấn quay về và nghĩ rằng người ăn xin sẽ không còn đói nữa. Trên đường về thì hai anh này nè gặp một cái ông lão và kể chuyện cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong lắc đầu và nói: "Các cậu làm đúng nhưng chưa đủ. Lão sợ là còn thiếu một điều quan trọng hơn. Các cậu đã cho ông ta công cụ, phương pháp và kỹ năng, nhưng lão tin ông ta vẫn sẽ đói. Các cậu có biết tại sao không? Thứ nhất, người này đã hành nghề ăn xin nhiều năm, đã ngấm vào máu và trở thành thói quen. Trong đầu ông ta không hề có suy nghĩ là sẽ tự lo đi kiếm cơm. Mỗi sáng thức dậy chỉ suy nghĩ làm sao để xin được miếng ăn mà thôi. Cho nên đầu tiên á, các cậu cần phải giúp ông ta định hình lại suy nghĩ, xây dựng niềm tin rằng ông ta có thể làm được việc khác ngoài việc ăn xin. Thứ hai, các cậu cũng biết á, là không phải cứ thả câu là sẽ dính cá. Đôi khi mất cả tiếng, cả buổi, cả ngày cũng không có con cá nào hết là chuyện bình thường. Cho nên bài học thứ hai cần phải dạy cho ông ta, đó là bài học của sự kiên trì. Thứ ba, cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là nhân quả. Các anh cần cho ông ta biết rằng ông ta đang chịu đây là do nhân của ông ta đã tạo ở quá khứ, có thể do lãng phí hoặc là tham lam, ích kỷ, bỏn sẻn mà bây giờ phải chịu cảnh thiếu thốn như vậy. Nhân đã tạo ở quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng nhân ở hiện tại thì có thể tạo ngay bây giờ. Nhân lành ở hiện tại sẽ cho quả ngọt trong tương lai. Và các cậu cũng vậy, việc câu cá không phải là một nhân lành đâu, hãy tư duy. Câu chuyện trên là một bài học quý giá về việc làm từ thiện có hiểu biết. Mình hiểu rằng việc các bạn muốn cho đi xuất phát từ tâm yêu thương đối với người khác, nhưng việc yêu thương, từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Giống như bố mẹ và con cái, các bạn cũng thường thấy nhiều gia đình mà ở đó bố mẹ càng yêu thương con cái bao nhiêu thì con cái càng ghét và xa lánh bố mẹ bấy nhiêu. Không xa lánh làm sao được khi mà yêu thương con bằng cách quản lý con thật chặt, lúc nào cũng không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia, sợ con vất vả. Hay như những cặp tình nhân á, yêu nhau bằng cách kiểm soát người yêu 24 trên 24 thì làm sao mà chịu nổi. Muốn có trí tuệ để yêu thương đúng cách, từ thiện đúng nơi, trước hết các bạn cần rèn luyện mình trước nhé. Hãy yêu thương chính cái chúng sinh là bản thân mình đây, làm cho nó tốt hơn về cái tâm thì mới đủ tầm để kéo theo những người khác. Có một vị thiền sư mà tôi rất kính phục đã từng nói về việc làm từ thiện cho những người tị nạn như sau: "Giúp đỡ mọi người trong các trại tị nạn là việc làm tốt đẹp, đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát quần áo, chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác, thì thế gian này vẫn còn người tị nạn."